Huỳnh Hiểu Minh lên mặt dạy đời về cách làm vợ, netizen cà khịa, hàng ghi Angela Baby ly hôn. Ngỡ đâu bản tính thích làm trung tâm mỗi khi xuất hiện của Huỳnh Hiểu Minh đã thay đổi thì giờ đây, nam diễn viên lại chính nào tật đó, dấy lên một làn sóng tranh luận dữ dội, thậm chí nhiều cinet còn cà khịa anh. Sau 9 tháng chính thức công khai ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby mỗi người một cuộc sống riêng, cả hai hầu như chưa một lần gặp mặt đưa con đi chơi. Cách đó không lâu, khi truyền thông phát hiện Huỳnh Hiểu Minh một mình đưa con đi chơi, thì mới đây nhiều người cũng bắt gặp Angela Baby một mình đưa con trai bọt biển nhỏ ra phố chơi trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh. Nếu như Angela Baby một mình đưa con đi chơi, thì Huỳnh Hiểu Minh lại bất ngờ xuất hiện tại Sơn Đông để tham dự đám cưới của cậu em họ với tư cách là người chủ trì hôn lễ. Trong bức ảnh mà nam diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp đăng tải trên Weibo có thể thấy, chồng cũ Angela Baby diện vest chỉnh tề, tâm trạng suốt buổi tiệc cưới của cậu em họ cũng rất thoải mái, gương mặt hồng hào. Điều này trái ngược hoàn toàn so với các buổi phỏng vấn gần đây của Huỳnh Hiểu Minh. Cũng trong buổi tiệc của em họ, Huỳnh Hiểu Minh cũng đã có một bài phát biểu trên sân khấu. Nam diễn viên vui vẻ cười rằng anh ấy chỉ tạm thời được yêu cầu làm người điều hành tối qua. Và với tư cách là người anh cả, anh ấy đã tham dự mọi đám cưới của em trai. Sau đó, Huỳnh Hiểu Minh không quên dặn dò cô dâu chú rể và hiếu thảo với người lớn tuổi sau khi kết hôn. Ngoài bố mẹ ruột thì nên hiếu thảo với bố mẹ hai bên. Anh nói, sau khi kết hôn, trước tiên bạn phải hiếu kính với bà nội, cha mẹ mình và cha mẹ chồng, cha mẹ vợ của mình sau khi kết hôn. Trước việc chia sẻ làm chủ trì cho hôn lễ của em họ, một số cư dân mạng đặt nghi vấn rằng anh đã ly hôn và vẫn là người chủ trì hôn lễ, liệu anh có sợ xui xẻo mang đến cho em mình không? Tuy nhiên cũng có một số cư dân mạng bày tỏ lại rằng mỗi vùng miền có những phong tục khác nhau, thậm chí có người còn tin rằng không may mắn khi làm lễ sau khi ly hôn là một mê tín thời phong kiến. Bên cạnh việc khiến cư dân mạng thảo luận về việc đã ly hôn nhưng vẫn làm chủ trì cho hôn lễ thì phát ngôn khuyên răn của Huỳnh Hiểu Minh khiến một số người cảm thấy khó chịu. Một số cư dân mạng đã bóng gió để lại bình luận cà khịa nam diễn viên. Tại sao anh chỉ nói đến chữ hiếu mà không đề cập gì đến việc yêu thương vợ? Thảo nào anh mất hết tất cả, mất luôn cả Angela Baby. Trước những lời chỉ trích của cư dân mạng về việc Huỳnh Hiểu Minh cho rằng chỉ cần hiếu thảo với bố mẹ hai bên mà vô tình quên đi sự yêu thương của vợ chồng dành cho nhau, nam diễn viên cũng lên tiếng nói thêm, chú tôi là con trai duy nhất của bà tôi, vì vậy cậu ấy cũng là cháu trai duy nhất của bà tôi. Đồng thời anh cũng tiết lộ rằng đã tặng em họ của mình một phong bì lớn màu đỏ trị giá 160.000 đô la Singapore, hơn 2,6 tỷ. Với sự hào phóng của Huỳnh Hiểu Minh, một số cư dân mạng cho rằng số tiền này có thể mua được một cơ ngơi tốt ở một số nơi. Quay lại câu chuyện hôn nhân giữa Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh, cả hai từng được xem là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ đáng ngưỡng mộ nhất trong làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên vào tháng 1 năm 2022, cả hai chính thức công bố ly hôn sau 7 năm chung sống. Nguyên nhân dẫn đến việc ly hôn được đồn đoán cho rằng Angela Baby không chịu được tính gia trưởng độc đoán của chồng. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Angela Baby từng ngậm ngùi chia sẻ, anh ấy quá gia trưởng, anh ấy làm mọi thứ mình muốn, điều đó đôi khi khiến tôi không thể chịu đựng được. Vì những lời chia sẻ này mà cộng đồng mạng lại tiếp tục rộn ràng cho rằng đây là bằng chứng chứng tỏ cặp đôi này đã ly hôn, dù cho nhân vật chính của câu chuyện vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Không riêng Angela Baby, trước đó một số người từng có cơ hội làm việc với nam tài tử Thần Điêu Đại Hiệp cũng tiết lộ về tính cách độc đoán của anh, luôn bắt người khác làm theo những gì anh ấy cho là đúng, tự quyết định mọi thứ và không quan tâm cảm xúc của người khác. Cụ thể trong chương trình Nhà hàng Trung Hoa mùa 3, không ít khán giả bày tỏ vì Huỳnh Hiểu Minh mà đã khiến hảo cảm của họ về chương trình bay đi sạch. Tiêu điểm của trận tranh luận lần này chủ yếu là sự bất đồng quan điểm giữa chủ nhà hàng Huỳnh Hiểu Minh và đầu bếp Lâm Thuật Nguy. Thay vì nghe những người khác giải thích hay khuyên nhủ thì Huỳnh Hiểu Minh đã thể hiện mặt tính cách độc đoán, chuyên quyền khi kiên trì nhận định quan điểm của mình là đúng. Thậm chí anh còn kết thúc cuộc tranh luận bằng một câu, nghe tôi được không? Chuyện này một người nói là được, không cần phải thảo luận, nghe tôi.